Em chào các bác, hôm nay là ngày 15 tháng 3 Em lại xuất hiện để lên một video gồm 11 con dao Sẽ lẫn cả những con dao bếp và dao đi thường ạ Chúng ta có thể liên hệ với em qua số hotline 0981 583 598 Bên em có bán dao bao ship toàn quốc Có bảo hành 1 năm và chúng ta được xem hàng trước khi thanh toán Hôm nay những mã dao này em đã để số thứ tự trên đầu rồi Chúng ta cần lấy mã nào hoặc cần tư vấn thì các bác nhớ giúp em con dao đấy số thứ tự bao nhiêu và video của ngày bấy nhiêu Tại vì tần suất em lên video khá là đều ấy Bây giờ em sẽ vào việc luôn nhé Đầu tiên là con dao thái Con này là thái nhíp xe, dày 2 ly và nặng 200g Nếu mà các bác muốn bổ được cả những quả dưa hấu này, gọt dứa này, quả xoài các thứ ấy Thì các bác có thể dùng con này, vừa thái vừa gọt được Mã này là em bán 250.000 ạ Giá này là đã bao ship toàn quốc rồi Nhận hàng các bác chỉ cần thanh toán bằng đấy tiền thôi Nhíp xe cực kỳ bén luôn Có đinh và khâu chốt bằng đồng Bên cạnh đây em có cây thiều cán ốp số 2 Cái này thì không còn xa lạ gì rồi đúng không ạ Bác nào đã từng theo dõi em từ lúc mới vào nghề Thì các bác sẽ thấy cái rìu này em bán giá không đổi và kiểu dáng chất liệu của nó thì vẫn thế vẫn rất là được nhiều bác quan tâm Đấy, mã này thì em bán 330 nghìn nhá cán thiết kế hơi cong nên là chúng ta sẽ không sợ bị tuột tay đâu các bác ơi độ dày của con này vào 10 ly tức là 1 cm hàng nhíp xe nếu để làm bếp các bác sẽ chặt xương cho em còn nếu đi rừng thì mình vẫn chặt cây được đó con này là 330 mã số 2 bên này có số 3 nó là con thái gọt thép trắng không rỉ nó cũng bé như con số 1 thôi ạ à. Chúng ta lưu ý là dùng đúng chức năng cho em nhé Con nào để thái thì chỉ để thái thôi Còn cái con nào chặt được gà vịt Thì em sẽ tư vấn cho các bác Con khác Con này nó mỏng này, nó nhẹ này Dày 2 ly và vẫn nặng 200g Mã này em bán 200.000 Đây là con số 3 rồi bên này chúng ta sẽ chuyển qua những cái con chặt gà vịt số 4 nhá Đây là kiểu dao pha luông Mã số 4 này em có nhíp xe Lát nữa em sẽ giới thiệu cho các bác con thép trắng Con nhíp xe này nó nặng 6 lạng Cầm rất là đầm tay Các bác nhìn cái đinh này Mặc dù là hàng làm thủ công nhưng mà đinh và khâu chốt Kể cả cái cán gỗ cũng vậy Làm rất là tỉ mỉ Độ dày 4 ly và nặng 600 gram Mã này em bán 300 nghìn ạ Bên cạnh đây em có số 5 Con số 5 này là mèo kèm vỏ Vừa rồi là có ra mắt một đợt rồi Nhưng mà bán hết nhanh quá Em chưa có kịp đăng lên Youtube Nếu mà lắp vào vỏ rồi Thì nhìn nó sẽ như vậy nha các bác Mèo này là mèo thép trắng Thép trắng kèm vỏ gỗ em bán 480 nghìn một bộ Còn nếu mà tách lẻ nhau ra Thì nó sẽ như vậy này Đấy con mèo thì cái kiểu nó sẽ hếch lên như vậy Chiều dài vào 15cm Mặc dù nó bé nhưng mà nó rất là dày luôn nha Dày 4 ly Đấy, nếu chúng ta chỉ lấy mỗi con dao thôi thì nó sẽ là 300.000 Còn cả dao, cả vỏ như hình 05 thì nó sẽ là 480.000 ạ à. Con mèo mini này thì các bác có thể mang đi rừng được, mang đi cắm trại picnic đều được Cái dây dù này, nhà em buộc sẵn như thế Nếu mà các bác không thích kiểu này, mình bỏ ra, buộc theo ý thích của mình cũng được nhá Đây là mã số 5, 480.000 ạ à. Qua bên này chúng ta sẽ nhìn thấy con 678, đây cái con số 6 này Nó là con dao thái nhá Dao thái bản vừa Em bán với giá là 200 Em bán 200 nghìn Cái dòng này là dòng cán sắt này Không mất tiền làm cán gỗ và đinh chốt Nên giá thành nó sẽ rẻ hơn so với các loại Con này nó sẽ nặng 3 lạng Dày 2 ly và nặng 3 lạng Còn nếu mà các bác muốn nhẹ vừa tay hơn Thì mình chọn con số 1 hoặc con số 03 1 và 3 thì nó chỉ nặng 2 lạng thôi Bên này em có mèo mini từ nhíp xe Con này là nhíp xe Còn cái con kèm vỏ 05 ấy là con thép trắng Đấy con nhíp xe là con này này các bác Kiểu dáng nó vẫn thế Chẳng qua là có hai chất liệu em làm như vậy cho các bác dễ chọn Mèo này thì nó sẽ có cả hoa văn nhá 07 này em bán 260 nghìn nhá các tình yêu ơi Nhìn ở góc độ nào cũng rất là xinh 260 nghìn Mã 07 con này không thể chặt được, mình chỉ đi rừng để cắt dây hoặc là mình đi cắm trại đi picnic cũng được. nếu mà các bác đi đường xa thì mình để phòng thân cũng rất là hợp lý, nó sẽ tăng thêm cái cảm giác an toàn cho mình ấy. Đấy, con này là mèo nhíp nhá, còn không năm vừa nãy là con màu trắng như này cơ, thì nó mới là con thép trắng. rồi bên này là con chặt gà vịt thép trắng này, như em đã bảo đấy ạ. con không bốn pha luông là nhíp xe, còn thép trắng là con không tám. mã này em bán ba trăm hai khả năng bám bụi của nó thì hơi rõ rệt một chút chỗ này em quay video nên là không tránh khỏi bụi các bác thông cảm bề mặt dao nó bám bụi thế thôi nhưng mà khi gửi hàng thì em sẽ lau sạch sẽ đi nhá thép trắng thì các bác nhớ là dùng xong mình lau khô đi đừng để nó ngấm nước nhé mặc dù là thép trắng không gì nhưng nếu chúng ta chưa biết cách bảo quản đúng thì nó vẫn sẽ bị han dỉ như bình thường khi mà chúng ta để cái bề mặt dao tiếp xúc với nước trong một thời gian dài và liên tục nó sẽ bị ăn mòn cái lưỡi dao này nó vẫn sẽ bị han gì vậy nên là kể cả nhíp xe hay thép trắng các bác dùng xong thì lau đi lau khô đi và chúng ta treo lên mình vẫn có thể bôi dầu ăn mỏng vào để cho nó sáng và bền đẹp còn nếu mà không bôi thì cũng không sao, nó sẽ không bị han gì. Mã này nó nó cũng nặng 6 lạng. Giá là 320 000 ạ. Còn đây là một con mèo to, mã 09, to nhất, to nhất trong phạm vi có thể. Bình thường các bác hay hỏi em là muốn làm con 3 năm đến 4 năm sen thì em cũng từ chối luôn là không có làm được. Dài nhất như hình là 30cm. Chỉ dài như vậy thôi các bác ơi, dài quá là không có gửi được hàng. Độ dày của nó là vào 6 ly rồi. Con này nặng 600g. Hai mặt của nó là như vậy này. Đấy, các bác có thể mang đi rừng phát quang, chặt cây bé và vừa được Còn nếu thích làm bếp thì sẽ chặt được gà vịt nhá Có thêm phần lá chắn Nên giá của nó là 380.000 Còn cái loại bình thường 30 cent ấy, không có lá chắn thì em bán là 350 thôi Đấy, còn cái này là 380 nhá Cái này là 380.000 các bác ơi Đấy, mã 09 Mèo 30 cent Còn số 10 là con dao lọc cong Con lọc cong này thì 250.000 Đấy, lọc cong này quá là quen thuộc rồi đúng không ạ? Các bác sẽ chuyên để làm cá này Mình lọc thịt bò này, mình lọc thịt trâu này Đấy, cái con này là con cán ốp nhá Con này là con cán ốp, mã này em bán 250 nghìn Mã số 10 Và cuối cùng là mã số 11 chặt xương cán sắt Con này nặng 8 lạng Nếu mà các bác thích con tầm khoảng 1 cân Thì chúng ta lấy con cán gỗ Con cán gỗ là 330 Còn cái con này cán sắt nên là em sẽ để cái giá 280 nghìn thôi Tất cả những cái con dao này em đều đã bao ship hết rồi Nhận hàng các bác được mở ra xem Được kiểm tra hàng với bưu tá Và đây là thông tin của em ạ Các bác hãy chủ động liên hệ qua số này nhé 0981 583 598 Và xin hẹn gặp lại các bác ở video lần tới Xin cảm ơn rất nhiều ạ